Không chỉ nổi bật với âm nhạc sôi động và vũ đạo hoàn hảo, nền giải trí xứ Kim Chi còn gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng qua phong cách thời trang độc đáo của các idol. Tuy nhiên, trong hành trình xây dựng hình ảnh, không ít lần các thần tượng K-pop đã trở thành tâm điểm của tranh cãi khi diện những bộ trang phục không phù hợp với văn hóa xã hội. Những bộ cánh này không chỉ khiến người hâm mộ lúng túng mà còn thu hút sự chú ý từ truyền thông và dư luận, thậm chí đôi khi dẫn đến các cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề thẩm mỹ, tính phản cảm hay sự thích nghi với chuẩn mực văn hóa. Vậy để có thể biết được những lần idol K-pop gây tranh cãi với trang phục của mình, hãy cùng NHT K-pop tìm hiểu qua video ngày hôm nay bạn nha! 1. Jisoo Blackpink. Trên sân khấu trình diễn Flower tại Concert Mexico, Jisoo khiến fan lẫn truyền thông không khỏi chú ý với bộ trang phục táo bạo và đầy ấn tượng. Nàng main visual nhà Blackpink đã diện váy 2 giây ngắn với những chi tiết đan móc và thiết kế tua rua tinh tế, vừa vặn để khoe trọn visual nổi bật của nữ idol. Tuy nhiên, trang phục biểu diễn này đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi, chính là thiết kế ngắn cũng cỡn. Ở một số góc quay, người hâm mộ có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc quần bảo hộ mà nữ idol đã diện bên trong. Việc để lộ quần bảo hộ của Jisoo đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều người cảm thấy khó chịu và cho rằng trang phục biểu diễn của chị cả Blackpink có phần lộ liễu và phản cảm. Trong khi số khác lại cho rằng nữ idol đã bảo vệ hình ảnh của mình, tránh khỏi những tai nạn trình diễn bằng cách diện quần bảo hộ bên trong, nên trang phục không thực sự phản cảm, đến nỗi khiến cô nàng bị chỉ trích đến thế. Tuy nhiên, tranh cãi này vẫn thu hút sự chú ý từ cộng đồng K-pop, làm dấy lên câu hỏi về giới hạn giữa sự thoải mái và phong cách thời trang trong các màn trình diễn. 2. Jennie Blackpink. Trong lần tái xuất với siêu phẩm âm nhạc mới mang tên Mantra, Jennie đã khiến người hâm mộ dậy sóng với MV ngập tràn visual của cô nàng. Tuy nhiên, nữ idol cũng trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện trong một bộ trang phục khiến nhiều người chú ý đến ngoại hình của cô. Cụ thể, nữ thần tượng đã diện lên người chiếc áo baby tee bó sát, kết hợp cùng quần ngắn trắng ôm sát cơ thể. Dù không khoe da thịt quá nhiều, tuy nhiên khán giả cũng đủ sang chấn trước body quyến rũ của cô nàng. Tuy nhiên, vì trang phục có phần bó sát để lộ phần bụng dưới của Jennie, dấy lên tranh cãi về vóc dáng có phần tròn trịa hơn trong lần trở lại lần này. Một bộ phận fan và dư luận cho rằng nữ rapper đã không giữ được thân hình chuẩn mực mà người hâm mộ kỳ vọng ở một idol K-pop. Tuy nhiên, cũng có không ít người ủng hộ Jennie và phản đối vì chỉ trích ngoại hình của cô, cho rằng việc bụng dưới có mở là hoàn toàn bình thường. Dù trang phục đã kéo Jennie vào những chỉ trích không đáng có, tuy nhiên, việc chỉ trích hình thể của một người phụ nữ chưa bao giờ là việc mà công chúng nên làm, đúng không nào? 3. Rosé Blackpink. Vào tháng 9 năm 2019, bông hồng Úc đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh bản thân đang diện lên người chiếc áo 2 giây kết hợp cùng áo khoác lông thú sang trọng, khoe trọn nét quyến rũ và kiêu sa của nữ idol. Tuy nhiên, không lâu sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người đã phản ứng gay gắt và lao vào bài đăng để chỉ trích Rosé vì cho rằng việc cô nàng mặc trang phục đắt tiền từ lông thú là không hợp với thông điệp về bảo vệ động vật mà các ngôi sao nên truyền tải đến công chúng. Đồng thời, hành động này của Rosé cũng khuyến khích các nhãn hàng sử dụng lông thú trên sản phẩm nhiều hơn. Đứng trước những chỉ trích về vấn đề đạo đức và môi trường mà Rosé nhận được, người hâm mộ của cô nàng đã nhanh chóng tra cứu và tìm kiếm các thông tin liên quan đến trang phục lông thú đến từ nhà mốt YSL và chứng minh rằng YSL đã tuyên bố không sử dụng cơ thể động vật cho sản phẩm của mình, khiến làn sóng chỉ trích lắng xuống sau đó. 4. Lisa Blackpink. Trong họp báo mới đây diễn ra tại Singapore, Lisa đã khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng với đoạn intro mới cho ca khúc Rockstar bởi tạo hình mới mẻ của cô nàng. Cụ thể, trong video intro kéo dài chưa đến 1 phút, Lisa đã diện lên người trang phục đen liền thân, ôm sát cơ thể với những đường cắt xẻ vô cùng táo bạo dọc hai bên hông xuống bắp chân để lộ tất cả những đường cong trên cơ thể của nữ idol. Đặc biệt, trong một cảnh quay nằm nghiêng, những đường nét càng lộ rõ hơn, làm dấy lên tranh cãi liên quan đến việc lựa chọn trang phục của cô nàng. Nhiều người cho rằng trang phục này cắt xẻ quá táo bạo và có phần sexy thái quá và thiếu đi sự kín đáo mà một idol K-pop nên có. Đặc biệt, trang phục này cũng không phù hợp với sự kiện bởi có thể nhiều fan nhí của cô nàng cũng góp mặt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ Lisa cho rằng cô hoàn toàn có quyền thể hiện phong cách cá nhân của mình. Mặc dù vậy, sự việc vẫn khiến cộng đồng mạng dấy lên câu hỏi về giới hạn giữa việc thể hiện cá tính và sự phù hợp trong trang phục của các thần tượng. 5. Giselle aespa. Khi tham gia một chương trình truyền hình, aespa đã có cơ hội trình diễn ca khúc Supernova của nhóm. Bên cạnh vũ đạo ấn tượng cùng visual đẹp đến tràn màn hình của từng thành viên, trang phục của Giselle đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể, dù phải thể hiện những vũ đạo mạnh mẽ của bài hát, nhưng stylist đã lựa chọn cho nữ idol chiếc áo 2 giây dạng yếm và chiếc áo được buộc dây phía sau để lộ các phần lưng. Khi video được đăng tải, người hâm mộ của Giselle đã vô cùng bức xúc trước cách stylist lựa chọn trang phục cho nữ idol. Họ cho rằng nàng main rapper đã cảm thấy không thoải mái với outfit của mình nên đã phải liên tục kéo dây áo lên vai để tránh những tình huống hớ hên ngay trên sóng truyền hình. Hy vọng qua trường hợp này, đội ngũ nhân viên của aespa có thể chú ý đến việc lựa chọn trang phục của cô nàng hơn để tránh đẩy cô nàng vào những tình huống khó xử như thế một lần nào nữa. 6. Katrina aespa. Trong khi biểu diễn tại concert Nhật Bản,
Cabrina đã diện lên người trang phục kín đáo với áo crop top bó sát màu đen được cắt xẻ vừa phải, kết hợp với quần ống loe khoe trọn đôi chân nụt nà của nữ idol. Tuy nhiên, trong quá trình biểu diễn, chiếc áo mà Cabrina đang mặc đã bị rách một bên, khiến nữ idol phải chật vật dùng tay giữ lại trong suốt phần biểu diễn sau đó. Điều khiến công chúng phản ứng gay gắt với bộ trang phục biểu diễn của nữ idol là vì stylist của cô nàng tiếp tục mắc lỗi. Dù vũ đạo của aespa luôn nổi tiếng với những cử động mạnh mẽ, nhưng stylist của cô nàng vẫn lựa chọn những trang phục quá bó sát. Nếu trong sân khấu trên, Cabrina không phản ứng nhanh nhạy để giữ lại bên áo bị rách, cô nàng có thể bị lộ những khoảnh khắc nhạy cảm. 7. Ninh, aespa. Trong một lần xuất hiện trên sân khấu Inkigayo, Ninh đã gây chú ý với visual cuốn hút và kiêu sa. Bên cạnh những lời khen có cánh về màn trình diễn của cô nàng, cũng như diện mạo xinh xắn, bộ trang phục Ninh diện trên sân khấu cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể, nàng main visual này aespa đã diện chiếc váy liền thân với thiết kế ôm sát cơ thể. Dù không cắt xẻ táo bạo, nhưng chính thiết kế bó sát này đã khoe trọn đường cong cơ thể của cô nàng. Tuy nhiên, sự bó sát của outfit này lại là con dao hai lưỡi, gây khó khăn cho Ninh khi phải thực hiện động tác vũ đạo. Trong suốt màn trình diễn, cô nàng đã dùng tay để kéo váy xuống để tránh lộ quần bảo hộ bên trong. Dù thế, ở nhiều góc quay được nhà đài đăng tải, fan vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc quần bảo hộ đã lộ thiên trên sóng truyền hình. Phản ứng không thoải mái của nàng main vocal trong màn trình diễn trên đã khiến người hâm mộ vô cùng tức giận trước cách stylist chuẩn bị trang phục cho nữ idol. Thay vì kéo dài trang phục ra bằng chi tiết thắt nút bên hông, stylist lại thu ngắn độ dài chiếc váy, khiến Ninh rơi vào tình huống hơ hên. 8. Chiquita, Baby Monster. Là em út của nhóm, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với đàn chị Lisa, một động thái của Chiquita nhà tiểu quỷ luôn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện. Đặc biệt vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của cô nàng mỗi khi xuất hiện tại sân bay. Tuy được khen ngợi về thần thái, trang phục của em út nhà Baby Monster lại được chú ý hơn hết. Cụ thể, trong một lần di chuyển tại sân bay, Chiquita đã diện lên người chiếc áo crop top 2 giây, áo khoác ngoài áo xuyên thấu màu đen, kết hợp cùng trường váy ngắn. Sau khi hình ảnh của nàng út được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng cho Chiquita khi cô nàng phải diện những trang phục có phần quá gợi cảm so với tuổi của cô nàng và ra sức yêu cầu công ty chủ quản nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn trang phục cho idol vì hiện tại cô nàng cũng chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Tóm lại, việc các idol gây tranh cãi với trang phục không phải là điều hiếm gặp trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Các ngôi sao không chỉ đối mặt với áp lực về ngoại hình mà còn phải cân bằng giữa phong cách cá nhân và những tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe từ công chúng. Điều này phản ánh lên một thực tế rằng, trong K-pop, mỗi bộ trang phục không chỉ là một lựa chọn thời trang mà còn là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu của từng nghệ sĩ. Dù có những ý kiến trái chiều, nhưng chính sự khác biệt này đã góp phần làm nên sự đa dạng và đặc sắc trong ngành công nghiệp K-pop, đồng thời cho thấy những thách thức mà các idol phải đối mặt trong việc duy trì hình ảnh hoàn hảo. Còn các bạn nghĩ như thế nào về video ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình được biết với nhà. Ngoài ra, nếu thấy video hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ Nahata K-pop bạn nha. Bye bye!